Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái channel Forex Phenomenon của mình. Và mình là Hòa Thân. Thì những cái ngày vừa qua mình nghe được rất là những cái kênh channel hoặc là rất nhiều những cái lời nói của những người chơi hướng khác. Đó chính là gì? Đó chính là vẽ ra một cái bánh vẽ rất là kinh khủng anh em ạ. Vẽ ra một cái bánh vẽ kiểu như này. Đó chính là gì? Tỷ lệ win rate 90%, tỷ lệ 1.5. Đấy, hoặc là 1.2. Win rate 90%. Đấy, rồi là gì? Rồi là lợi nhuận rất là cao, đúng không? Ít nhất là bao nhiêu phần trăm một tháng. Rồi đăng rất tất cả những cái lệnh xanh, lệnh chiến thắng, lệnh đã đóng lệnh, đúng không? Hầu hết tất cả những cái lệnh đăng trên là những cái lệnh xanh, những cái lệnh thắng ở trên thị trường, mà không đăng những cái lệnh gì, những cái lệnh đỏ. Không đăng những cái lệnh đỏ. Rồi đăng tất cả những cái lệnh xanh, nguyên dây 90%, tỷ lệ 1.5, 1.2, rồi có thể là 1.1 cũng được. Thì cái điều này là một cái điều rất là vô lý trong cái thị trường này. Chúng ta phải đồng ý với việc là gì? Trader, nó là một trò chơi xác suất. Trader nó là một trò chơi xác suất anh em phải đồng ý với việc như vậy. Có thể người ta nói trader là cờ bạc, ok. Forex là cờ bạc, ok, mình đồng ý với quan điểm đấy. Forex là cờ bạc, là đánh lên và là đánh xuống. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Quan trọng là khi nào chúng ta mới đánh lên, chứ không phải là chúng ta đánh theo kiểu đỏ đen, là chọn đánh lên và chọn đánh xuống. Mình đồng ý với cái việc các bạn nói rằng là Forex là cờ bạc, nói rằng là gì? Chơi future coin là cờ bạc, hoặc có thể future, hoặc có thể gì? Hoặc có thể margin, chứng khoán cũng có thể là cờ bạc. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là lên hoặc là xuống, đúng không anh em? Nó chỉ có lên hoặc xuống thôi. Thì nhiều anh em nói rằng nó là cờ bạc thì ok, mình đồng ý với quan điểm này. Nhưng cái quan trọng là gì? Quan trọng khi nào thì chúng ta đánh lên và khi nào chúng ta đánh xuống, nó mới là quan trọng, đúng không anh em? Khi mà gì? Khi mà mọi thứ, khi mà thị trường, khi mà đám đông cho chúng ta gì? Đám đông cho chúng ta cơ hội thì chúng ta buy lên, thì chúng ta buy lên. Còn đám đông cho nó cơ hội để sell xuống thì nó sẽ sell xuống. Và gì? Và trong cái trader này, trong cái forex này, hoặc là trong cái future coin, hoặc là bất kể một cái tài chính gì đó nói chung, thì cho chúng ta gì? Những cái biểu đồ và những cái hành động giá ở trong đây để cho chúng ta có thể gì? Vào lệnh, để cho chúng ta có thể mua hoặc là bán một cái cặp tiền nào đó. Nhưng điều mà mình muốn nói ở đây là gì? Tất cả những cái gì? Cái tài chính đánh lên hay là đánh xuống, nó đều là xác suất. Đều là xác suất cả anh em ạ. Và gì? Và chúng ta gì? Hãy coi nó là một cái gì? Chúng ta coi nó là xác suất, nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tăng cái xác suất này lên? Tăng cái xác suất chiến thắng lên, đúng không anh em? Ví dụ chúng ta là vào buy hoặc là vào sell trong một thị trường nào đó, nó là 50-50. Đúng chưa? 50-50. Nó không giống như BO là gì? Là chúng ta vào một đồng, chúng ta thu lại một đồng. Cái này nó khác. Khác với cờ bạc là gì? Chúng ta vào một đồng, chúng ta chỉ thu lại được một đồng. Nhưng cái này vào một đồng, chúng ta có thể thu lại được 2 đồng và 3 đồng hoặc là 4 đồng. Đó mới là cái điều hay ở trong cái thị trường này. Và nếu như xác suất của chúng ta 50-50 và gì? Và chúng ta vào một đồng thu lại được 2 đồng, xác suất chỉ cần 50-50 là chúng ta đã có lãi rất là nhiều trong thị trường này rồi. Đó mới là cái điều hay khi mà chúng ta chơi theo gì? Chơi theo forex, chơi theo future coin, đúng không? Chơi margin. Thì những ngày vừa qua mình có xem một cái vài video ở trên kênh YouTube. Người ta nói rằng là gì? Thắng 90% rất là dễ dàng anh em ạ. Rất là dễ dàng. Win rate có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỷ lệ win ấy, 10 lệnh thì là win 9 lệnh. Rất là dễ dàng. Nếu như mà dễ dàng như vậy thì làm gì có ai thua trong cái thị trường này? Phải không anh em? Làm gì có ai thua? Và nếu dễ dàng như vậy thì tại sao không cầm quỹ vài triệu đô mà đánh? Tại sao không cầm quỹ vài triệu đô mà đánh? Đúng không? Tại sao không cắm nhà đi bán nhà đi mà đánh?
Vì gì? Vì win rate 90% là dễ dàng mà. Ok, đồng ý với việc đây là rủi ro. Hãy quản trị rủi ro đi. Đúng không? Quản trị rủi ro đi. Tại sao không làm như vậy? Bởi vì gì? Bởi vì dễ dàng mà. Mình nói thật, cái thị trường này thật, thị trường này rất là khó anh em. Thị trường này cực kỳ khó luôn. Nó liên quan đến tâm lý giao dịch của chúng ta rất là kinh khủng. Nó liên quan đến tâm lý gồng lời, tâm lý gồng gồng lỗ, đúng không? Tâm lý chốt lời non, tâm lý nhồi lệnh, rồi rất nhiều tâm lý nữa, tâm lý mất tiền. Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái tỷ lệ thắng win rate như thế này, thì mình nghĩ rằng là gì? Là chúng ta sẽ không còn những tâm lý kia nữa. Nhưng cái điều này là cái điều mình thấy bất khả thi ở trong cái thị trường này. Nếu như đánh ngắn mà tỷ lệ giờ mà 1-1 thì mình ok, mình đồng ý cái tỷ lệ này. Có thể là gì? Là 10 lệnh thua 2 lệnh. Vì cái này mình đã test rồi, 10 lệnh thua 2 lệnh thì mình đồng ý với tỷ lệ 1-1. Nhưng nếu hơn tỷ lệ 1-1 thì là điều rất khó xảy ra trong cái tỷ lệ trong cái thị trường này anh em ạ. Về bản thân mình, đây là cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường này rất là khó và không có bao giờ có cái từ dễ dàng ở trong thị trường này cả. Đấy. 90% win rate dễ dàng. Thật sự là một con số mình thấy rất là khủng khiếp, kinh khủng. Nếu như mình mà có 90% này. Win rate 90% dễ dàng như này. Thì mình không tội gì mà mình lên đây để mình nói những cái điều này cả, chia sẻ với các bạn để làm gì cả. Mình không bao giờ mình lên mạng. Mình sẽ ở ẩn. Bởi vì nó rất là khó, bởi vì nó không dễ dàng. Nếu dễ dàng mà 90% mình gần luôn, mình tự lấy tài khoản của mình chơi. Đấy. Tự gom tiền mà tự lấy tài khoản của mình chơi. Chứ mình không cần gì, không cần phải lên đây để gì để chia sẻ kiến thức làm gì cả. Đúng không các bạn? Bởi vì tỷ lệ thông thường của chúng ta chỉ là 65%. Chỉ là 65% thôi. 65% đã ngon lắm rồi. Nếu như chúng ta thì giờ là 1-1, chúng ta bỏ, ví dụ 65% là gì? Là 6,5 lệnh thắng và 3,5 lệnh thua. Nếu tỷ lệ RR là 1-1 thì chúng ta lãi bao nhiêu? Lãi 3R rồi. Mà tỷ lệ gì? Lãi 3R nếu chúng ta giết 2%. Đúng không? Giết 2%. 10 lệnh, chúng ta thua 3,5 lệnh, thắng 6,5 lệnh. Chỉ cần 1-1 thôi, chúng ta đã lãi 3R tương đương với lại gì? 3R nhân với 2R là 2%, tương đương với 6%. Lãi 6% trong vòng 10 lệnh. Đúng không anh em? Đó. Thì chỉ cần 65% chúng ta đã quá là ngon rồi. Nếu một tháng chúng ta, mỗi ngày chúng ta đánh 1 lệnh, một tháng chúng ta đánh tầm 20 lệnh. Đúng không? Thì các con số này nhân 2 đi. Là rơi vào tầm 12% tài khoản. Một tháng. 12% một tài khoản một tháng. Rất là ngon đúng không? Và các quỹ họ cũng chỉ cần như thế này thôi. Họ chỉ cần vài phần trăm một tháng, ví dụ quỹ 1 triệu đô rồi. Họ chỉ cần vài phần trăm một tháng, 5% một tháng. Đã là con số quá là khủng khiếp, quá là nhiều trong thị trường này. Cho nên mình muốn nói ở đây là gì? Đừng có bánh vẽ nữa. Đừng bánh vẽ cho những người mới, đừng bánh vẽ cho những người mà tham gia trong thị trường này nữa. Thị trường này không dành cho đám đông và thị trường này thực sự cần những người nghiêm túc. Thị trường này chỉ dành cho những người nghiêm túc thôi. Nó không dành cho đám đông. Và không cho những người dành cho những cái mơ hồ. Không bao giờ dành cho những người mơ hồ. Không bao giờ dành cho những người ăn nhanh. Và không bao giờ dành cho những người không có, có. Thứ nhất là không có tâm. Thứ hai là không nhiệt huyết. Thứ ba là không bám trụ trong thị trường. Những người thích ăn nhanh là những người bỏ cuộc sớm. Ít nhất bám trụ chúng ta phải bám trụ 2 năm. Trong thị trường này, để chúng ta hiểu hết tất cả những hành động giá, những cú lừa của thị trường đúng không, và những cái cú lừa của cá mập, cú lừa của những cái tổ chức tài chính lớn nó như thế nào, cách vận hành của thị trường như thế nào, đúng không? Chúng ta vào lệnh xong, chúng ta chỉ kiểm soát được tâm lý, và 2 năm chúng ta mới kiểm soát tâm lý anh em. Nó không phải là bánh vẽ như là những cái gì mà người ta vẽ cho các bạn. Đây là cái lời chân thành của mình dành cho những người anh em, thứ nhất là muốn tham gia vào thị trường này, thứ hai là gì, là đang tham gia vào thị trường này. Nó không dễ như chúng ta nghĩ, không dễ như chúng ta tưởng tượng đâu. Nó là một cái gì đấy rất là khó. Nó chỉ dành cho những người tâm huyết.
chỉ dành cho những người gì thực sự muốn chinh phục thị trường và thực sự coi nó là một cái nghề. Anh em nhớ nhé, thực sự coi nó là một cái nghề thì anh em hãy tiến thân vào nó, tiến tới vào nó, vì thị trường này sẽ lấy đi rất nhiều tiền của các bạn, nó không lấy đi ít đâu, lấy đi rất nhiều. Tại sao người ta nói rằng là gì, cờ bạc nó lại ham mê như vậy, thua là chỉ muốn gỡ, thua muốn rút hết, cắm nhà cắm xe các thứ để gỡ lại, đúng không? Thì cái này nó giống hệt như vậy, nó giống hệt như vậy luôn. Anh em nhớ nhé, đừng tin những cái lời bánh vẽ ở trên mạng, đừng tin những lời bánh vẽ của ai đó, hãy tin vào chính bản thân mình, hãy tin vào chính bản thân mình. Nếu như các bạn hãy nói, hãy có một cái điều như thế này, có một cái câu nói rất là hay của một câu nói rất là hay của một hacker giấu tên, của một hacker, đó chính là gì, nếu bạn giỏi thì bạn đừng làm cái gì miễn phí cả. Nếu bạn giỏi thì bạn đừng làm cái gì miễn phí, đúng không? Và gì, và nếu như người ta có một cái công thức mà win rate 90% thì chắc chắn một điều là người ta không chia sẻ với các bạn đâu. Chắc chắn một điều người ta không chia sẻ với các bạn đâu, và người ta sẽ giấu cho bản thân họ, hoặc người ta chia sẻ cho các bạn nhưng chia sẻ với tính chất là gì, mất phí. Bởi vì nếu như mà trong thị trường này có cái công thức mà win rate 90% ấy, thì là một cái công thức cực kỳ hay, cực kỳ ngon, và gì, và hiếm ai có thể biết được ở trong cái thị trường này, trừ khi người ta nghĩ ra, trừ khi người ta gì, trừ khi người ta trong cái thời gian người ta chơi, người ta tìm hiểu ra, người ta thay đổi các thông số kỹ thuật để người ta ra được một công thức như thế này. Nhưng nó không miễn phí đâu các bạn, nó không miễn phí đâu, nó sẽ mất tiền, nó sẽ mất phí để các bạn học nó. Bởi vì đây là gì, đây là bí quyết, đây là công thức. Vì cái công thức này nó kiếm cho người ta rất nhiều tiền, đúng không? Ví dụ kêu người kiếm cho người ta rất nhiều tiền, và cái tôi của người ta sẽ, người ta không chia sẻ miễn phí thật sự luôn. Nếu thị trường có cái công thức như thế này, công thức 65%, 70% thì mình thấy rất là nhiều khi mà chúng ta quản trị vốn chặt. Nhưng công thức đi đến 90% thì thật sự mình chưa thấy bao giờ, 90% chưa thấy bao giờ. Còn khoảng rơi khoảng độ 80%, 85% thì mình thấy rồi, thì mình thấy rất là nhiều. 80 luôn, 10 lệnh thì thua 2 lệnh thì mình thấy rất là nhiều. Bởi vì những anh em ở trong cái nhóm này của mình thì hiện tại cũng đang chơi rất là nhiều và thắng cũng rất là nhiều. Đấy, cho nên là anh em nhớ nhé, hãy coi nó là một cái gì, coi nó là một cái trò xác suất. Và bây giờ mình sẽ tính xác suất cho anh em như thế này. Vừa đấy mình có vào hai lệnh, vào hai lệnh, mỗi lệnh giờ của chúng ta là 1-2. Đấy, lệnh đầu, lệnh thứ nhất, đây mình lấy cho anh em, lệnh thứ nhất mình vào tỷ lệ là 1-2, lệnh thứ hai mình vào tỷ lệ là 1-2, và lệnh thứ ba mình vào tỷ lệ là 1-2.2. Hai lệnh đầu này mình thua nhưng lệnh sau này mình thắng, đúng không? Tại sao lại cho là xác suất? Hai lệnh đầu này mình thua, mỗi lệnh sau mình thắng, có cái tỷ lệ gì? Tỷ lệ thắng của mình có 33%, đúng không nhỉ? Nhưng mà gì, nhưng mà mình lấy 2.2 này trừ đi hai giờ thua, thắng 2.2 giờ và trừ đi 2 giờ thua thì mình vẫn lãi 0.2 giờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta có một cái tỷ lệ, hoặc là cái này mình cho là 2-0, là mình cái này mình hòa giờ. Nếu như chúng ta gì có tỷ lệ giờ của chúng ta là 1-2, đúng chưa? Và tỷ lệ thắng của chúng ta 33% thôi, thì chúng ta cứ đánh mãi như vậy, chúng ta đã hòa vốn rồi, hòa vốn. Và nếu hòa vốn mãi như vậy mà chúng ta gì ăn được tiền com, ăn com, thì chúng ta đã có lợi cái thằng này, lời thằng này rồi, đúng chưa anh em? Chúng ta đánh mà chúng ta được hòa com mà, thì chúng ta đã lời được cái thằng này rồi. Vậy nếu như nâng cái tỷ lệ này cho chúng ta gì lên 50%, có nghĩa là 5 lệnh thắng và 5 lệnh thua, tỷ lệ giờ
là 1-2. Thì anh em thấy nó kinh khủng không? Vừa ăn com, vừa ăn giờ giờ. Nhưng mà chỉ cần tỷ lệ thắng là 50-50 thôi. Giờ giờ là 1-2. Đây là bài toán đặt ra sâu sắc cho những người mà đang chơi đơn. Đó chính là gì? Cái quan trọng là chúng ta chỉ cần tỷ lệ 50% thắng, tỷ lệ giờ giờ là 1-2. Đây là lỗ này, trên lãi này, giống như cái lệnh này của mình. AU đúng không? Đây. Giống như cái lệnh này của mình vào đây. L ở dưới này và TB lên trên này. Đây, đây là cái lệnh của đấy mình vào. Đây là lỗ này, trên lãi này. Là giờ giờ ở đây là 1 và ở đây là 2. Chỉ cần như vậy thôi. Hãy coi nó là một cái trò xác suất anh em ạ. Và gì? Và chỉ cần tỷ lệ thắng là 50/50. 50 thắng và 50 thua. Giờ giờ là 1-2. Là chúng ta đã rất là ngon ở trong cái thị trường này rồi. Cực kỳ ngon luôn. Không muốn nói là gì? Là 60%, 70% tỷ lệ giờ giờ là 1-2. Thì nó cực kỳ, nó kinh khủng, cực kỳ là nhiều tiền ở trong thị trường này luôn. Đây là cái điều mà ngắn gọn mình muốn gửi đến các bạn. Đừng có bao giờ tin vào những cái bánh vẽ. Đừng bao giờ tin vào những bánh vẽ. Một hệ thống chơi mà ngon, một hệ thống chơi mà tỷ lệ thắng cao thì người ta sẽ giữ cho bản thân người ta. Người ta sẽ không chia sẻ ở trên đây nó đồng loạt như vậy. Anh em nhớ nhé. Và đó là cái điều gì? Và đó là điều mình muốn gửi gắm đến anh em. Hãy coi nó là một cái nghề. Hãy rèn luyện, hãy nghĩ ra những công thức của chúng ta để gì? Để giành chiến thắng trong cái thị trường này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.